đường to ngõ rộng thênh thang, quý khách hàng nào cũng thích ô tô đi qua nhà. Và đây là căn nhà mà Ngọc Ánh muốn giới thiệu tới quý vị. Với căn nhà này, lô góc hai mặt thoáng, thông số nhà là hướng đông nam, diện tích 30m², đường trước nhà hai xe ô tô tránh nhau, vị trí là thuộc phường Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, rất là gần với lại trục đường quốc lộ 6, giao thông đi lại thuận tiện, phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông hoặc là Chương Mỹ. Và với căn nhà này 4 tầng xây mới, sổ đỏ chuẩn chỉnh, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Căn nhà này thì thực tế luôn theo hiện trạng mặt tiền của nó khá là rộng, nên là quý vị có thể thiết kế ô tô vào nhà. Tuy nhiên thì hiện tại chủ nhà đang không thiết kế cửa cuốn để ô tô vào, cho nên cái này thì sau này sự thay đổi nó là xe theo quý khách hàng mới nha mọi người. Và với cái căn nhà này thì giá chào bán của chủ nhà đang chào là 2.600.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Mời người theo em vào khám phá cụ thể căn nhà 4 tầng đường ngõ rộng thông thoáng như thế này. Với cửa chính của ngôi nhà thiết kế 2 lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm mẹ Việt Pháp. Tầng 1 của ngôi nhà thiết kế phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh cho quý vị. Đó. Toàn bộ phần hoàn thiện của ngôi nhà có một chút về cái phần dọn dẹp vệ sinh nữa, là cái căn nhà này có thể dọn đồ về và ở ngay. Hồ sơ điện nước đầy đủ riêng biệt của căn nhà này. Căn nhà này gần như là xây dựng độc lập, lô góc thoáng mọi người nhé. Đường ngõ thực tế trước nhà có như thế nào thì Ngọc Ánh quay và review cho quý vị đến như vậy. Và với cái căn nhà này thì nó cách với bến xe Yên Nghĩa khoảng tầm 3,5 km quý vị ạ. Giao thông đi lại cũng khá là hợp lý cho một cái căn nhà đường ngõ thông. Và đây là cái phần không gian phòng bếp của ngôi nhà. Với cái phần không gian phòng bếp nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý, hoàn thiện xong hết phần tủ bếp cũng như là toàn bộ. Ở đây là cái phần hệ thống tủ bếp này, rồi là chậu rửa, vòi rửa đều đã hoàn thiện cho quý vị xong xuôi. Đây là cái phần phòng khách của ngôi nhà. Thì phòng khách được thiết kế đầy đủ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện cho quý vị đây. Đây là phần không gian phòng khách, gạch lát nền, kích thước gạch 60-60 vân đá. Và tầng 1 của ngôi nhà thiết kế thêm cho quý vị một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này đáp ứng đầy đủ công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1 cho quý vị. Bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Với vị trí căn nhà này thì quý vị có thể đi từ trên trục đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân thẳng tắp theo trục đường qua bến xe Yên Nghĩa, đi qua cầu Mai Lĩnh là đến Biên Giang quý vị nhé. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế ở đây toàn bộ là gỗ, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite. Như vậy Ngọc Ánh đã review cụ thể đường, hướng, giá, vị trí của ngôi nhà này cho quý vị rồi. Mời người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà nhé. Với tầng 2, 3 và 4 của ngôi nhà thì thiết kế tương tự, giống hệt nhau mọi người nhé. Đây, mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rất là rộng, cửa sổ thông thoáng, ban công mở thực tế hướng ra phía bên ngoài. Phòng ngủ thiết kế cũng rất là vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Với cái căn nhà hướng này là hướng đông nam thì mùa đông rất là ấm và mùa hè thì rất là mát quý vị nhé. Ngoài ra thì ở cái căn phòng tầng 2 này thiết kế thêm một phòng vệ sinh ở phía bên trong cho quý vị. Đây là phần phòng vệ sinh rất là rộng, thiết kế đây mọi người có thể nhìn thực tế. Một cái đây, nếu như quý vị về mà có thích lắp cabin tắm thì ở đây cũng thiết kế cho quý vị khá là hài hòa. Hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, bồn cầu liền khối, lavabo và ở đây cửa sổ mở thoáng ra bên ngoài. Đây mọi người ạ, đó, phòng vệ sinh đấy, rất là thoáng. Đây là phần tầng 2, phần tầng 3, mời người theo em nên khám phá tầng 3 nhé. Và đây là phần tầng 3 của ngôi nhà. Với phần tầng 3 thì thiết kế có khác hơn một chút so với tầng 2 quý vị ạ. Với phần không gian tầng 3 thì ở phía cầu thang đi lên, thiết kế bên này là phòng ngủ và bên này là phòng vệ sinh cho quý vị. Đây là phần phòng vệ sinh ở phía tầng 3, khác hơn một chút so với tầng 2 thôi, còn đâu thì cũng thiết kế như nhau. Về phòng ngủ ở phía tầng 3 đây, quan trọng nhất ưu điểm của cái ngôi nhà này, nó là nằm ở trên trục ngõ thông. Để mà nói đường rộng trước nhà, ô tô để ngày đêm thoải mái quý vị ạ. Và hai xe ô tô tránh nhau, lô góc thoáng. Đó, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều lắp đặt đầy đủ. Giá bán 2.600.000. Với cái căn nhà này quý vị có thể vay tối đa được khoảng tầm 1.5 tỷ, 1.6 tỷ tiền ngân hàng nhé. Phần còn lại
thì quý vị chuẩn bị trước tiền mặt cho Ngọc Ánh để có thể sở hữu căn nhà này, sổ đỏ sang tên luôn cho quý vị. Và sau đây mời theo em lên khám phá tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Và đây là phần tầng 4 của ngôi nhà. Với trên tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế cho quý vị như sau: gồm một ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo, ở phần tầng 4 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị một phòng thờ và một phòng ngủ riêng. Cái này thì tùy công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình quý vị nhé. Còn đâu thì phòng nào cũng được thiết kế đầy đủ hệ thống cửa sổ rất là thoáng, ánh sáng tự nhiên vào trong không gian phòng. Và đây phần còn lại là phần sân phơi cho quý vị. Đây là phần sân phơi của ngôi nhà. Đây, sân phơi rất là thoáng, rất là hợp lý, nhỏ nhắn hợp lý. Với cái căn nhà này diện tích nó chỉ có 30m² thôi, cho nên chủ nhà cố gắng thiết kế hợp lý, hài hòa cái công năng sử dụng mọi người ạ. Còn đâu thì Ngọc Ánh đã review rất là cụ thể đường hướng, vị trí cho quý vị. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về vị trí ngôi nhà này, vui lòng liên hệ trực tiếp với lại nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.